Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay 12 tháng 2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một khu nhà mẫu bỏ hoang trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngọn lửa đã khiến toàn bộ phần mái tôn của khu lán trại bị hỏng hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Vị trí xảy ra cháy là khu nhà mẫu sát Hồ Tây, thuộc ngõ 677 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Theo một số người dân, vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy những tiếng nổ, sau đó khói và lửa xuất phát từ đám cỏ tranh bên cạnh, nhanh chóng cháy lan sang khu nhà. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 6 thuộc Cảnh sát Phòng cháy Hà Nội đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội thuộc quận Tây Hồ cũng tham gia hỗ trợ. Cho đến khoảng 16 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Mặc dù không có thiệt hại về người, tuy nhiên phần lớn mái tôn đã bị hư hỏng nặng. Cũng theo người dân ở khu vực này, đây là khu đất thuộc một dự án bỏ hoang từ năm 2012 cho đến nay. Bình thường chỉ có một số công nhân lập lán trại lưu trú, bên trong có một số ván gỗ.